Đây là kênh YouTube báo Việt Nam Net. Sau đây là những tin tức không thể bỏ qua. Theo CNN, nhóm Hezbollah cho biết, sáng ngày 15 tháng 10, lực lượng này đã phóng tên lửa vào Israel để đáp trả các cuộc tấn công của Israel khiến một nhà báo của Reuters và hai dân thường thiệt mạng. Hezbollah tuyên bố đã nã tên lửa vào thị trấn Stula ở phía bắc Israel là một người thiệt mạng. Các bác sĩ Israel xác nhận nạn nhân trong độ tuổi 40 và hai người khác cùng độ tuổi bị thương do các cuộc tấn công của Hezbollah gây ra hezbollah cho biết họ dùng tên lửa dẫn đường chính xác để tấn công vào vị trí quân sự của israel trong khi đó quân đội israel cho biết đã tấn công các vùng lãnh thổ của liban đồng thời ghi nhận những phát súng bắn trả hướng về các vị trí của quân đội israel ở biên giới hiện chưa rõ hezbollah có tích cực tham gia vào cuộc xung đột rộng lớn hay không cho đến nay nhóm này vẫn tuân thủ các quy tắc giao tranh hiện hành và liên tục tuyên bố rằng họ sẽ chỉ bắn vào Israel khi lãnh thổ Liban hoặc máy bay chiến đấu của họ bị nhắm bắn. Cũng trong ngày 15 tháng 10, xe bọc thép chở quân APC của Israel dầm dập tiến về biên giới Gaza. Trước đó, các binh sĩ và vũ khí hạng nặng được Israel bố trí dọc biên giới để chuẩn bị cho cuộc tấn công trên bộ. Theo CNN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay đã triệu tập nội các khẩn cấp mở rộng lần đầu tiên, cuộc họp được tổ chức tại trụ sở của quân đội tại Tel Aviv thủ tướng israel cảnh báo nước này đang chuẩn bị tiêu diệt lực lượng hamas ở gaza quân đội israel cho biết sẽ tiếp tục cho phép cư dân ở gaza sơ tán về phía nam trước khi nước này mở chiến dịch trên bộ vào gaza để trả đũa vụ tấn công bất ngờ của hamas cách đây hơn một tuần trưởng phát ngôn viên quân đội israel ông daniel hagari nói rõ cư dân gaza tôi kêu gọi các bạn một lần nữa hamas đang cố gắng ngăn cản các bạn sơ tán hãy rời gaza city cũng như các khu vực xung quanh và tiến về phía nam vì lợi ích an ninh cá nhân của bạn một số người palestine đi về phía nam cho biết họ đang quay trở lại phía bắc vì bị tấn công từ trên không ở bất cứ nơi nào họ đến phát ngôn viên lực lượng phòng vệ israel idf ông peter lerner vừa cho biết quân đội israel không tấn công nhóm dân thường di chuyển từ bắc tới nam gaza trước đó hamas cho biết hàng chục người thiệt mạng khi xe ô tô và xe tải chở người tị nạn bị trúng tên lửa trên đường salah anden